Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày giáp dần, tháng nhâm dần, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày giáp dần tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại khê thủy kỵ tuổi mậu thân bính thân ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao yếu in tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao vạn vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao dương thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Và đặc biệt, đó, ngày 30 tháng riêng năm nhâm dần, ngày này là ngày vãng vong, cho nên kỵ những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, sai trương, khai trương, xuất hành hay là khai ngoài về phong thủy nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 quân giáp thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn đoán xem nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn với mọi người xung quanh không được như ý muốn. Bạn sẽ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Và với bạn tuổi tí cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho quyền thế hoặc là tiền tài chia mở mắt mình nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tí bạn cũng nên cân nhắc cho kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Không nên hành động theo cảm tính bởi có thể những điều mà bạn trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Bạn cần phải lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn mới có thể đánh giá được chính xác nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn và người nhà đang rất chi là hòa hợp in ấm. Và mỗi khi gặp phải khó khăn, bế tắc, bạn mạnh có thể yên tâm và thẳng thắn trò chuyện với nửa kia của mình. Chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi khó khăn, mọi công việc. Vài câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này. Từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy cần phải giữ vượng lập trường của bản thân tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên để tiền tài quyền thế chia mờ mắt mình tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên hành động thiêu cảm tính tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa êm ấm Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 54, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi Sửu có được một ngày làm việc rất hiệu quả. Khi bạn tuổi Sửu hoàn thành hết công việc của mình từ việc này đến việc khác, hạn nhìn bạn là người đam mê công việc nhưng bạn cũng đừng vì thế mà quên dành thời gian cho những người thân yêu của gia đình hay là những người mà bạn yêu quý nữa nhé. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này đang có được sự chuyển biến rõ rệt, cái việc đầu tư kinh doanh có lãi thu được không ít lợi nhuận. Dù ban đầu có chút áp lực nhưng càng về cuối tài vận càng khởi sắc hơn với bạn. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này, mong muốn lớn nhất của bạn là được đi du ngoạn đâu đó để thả lỏng tinh thần và với những phút giây thật thoải mái. Tùy vào điều kiện thực tế, mà bạn có thể bố trí cho mình một chuyến nghỉ ngơi thư giãn, đừng có bận lòng vì công việc bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể bạn đang có quan điểm đối lập với một người nào đó trong gia đình hay là một nhóm làm việc. Và nếu như bạn làm điều này chỉ vì thể hiện cái tôi của mình thì nên xem xét lại. Và nếu như bạn có ý tưởng hay là có kế hoạch riêng của mình thì bạn cũng đừng có ngần ngại bảo vệ những kế hoạch đó cho đến cùng bạn tuổi Sửu nhé về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt chớ để lỡ từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy các cặp đôi vì hiểu lầm mà thêm phần xa cách từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa tài lộc vượng sắc đầu tư kinh doanh có lãi thu được không ít lợi nhuận từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn khó hóa giải từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc quý nhân ở bên thành công tìm tới. và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được một ngày vui vẻ rộn ràng tiếng cười bên những người thân yêu của mình bạn mệnh tuổi dần trong ngày này cũng có được cơ hội để cải thiện mối quan hệ với người thân hàng xóm hay là đồng nghiệp nữa và cơ hội hóa giải những căng thẳng, mâu thuẫn đã đến với bạn rồi. Với bạn tuổi dần cũng nên tranh thủ cơ hội này để làm lành với người ta đang có sự mâu thuẫn với mình đấy nhé. Ngày này với bạn tuổi dần, tài vận của bạn lại có dấu hiệu giảm sút. Cả chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu mất mát nên giữ vững túi tiền của mình sao cho thận trọng, không nên mang nhiều tiền bạc và những đồ có giá trị khi đi ra ngoài đường, tránh trộm cướp mất đồ, nguy hiểm tới tính mạng. Với công việc chính, bạn cần phải dành nhiều thời gian để đào sâu về chuyên môn, làm tốt công việc chuyên môn trước cái đã nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh đang cảm thấy rõ ràng sức khỏe của mình không được tốt cho lắm. Làm việc một chút đã là mệt, và không thể tập trung được bạn nên ăn nhiều hoa quả và những món ăn giúp bộ dưỡng cho máu sẽ tốt cho việc cải thiện về tình hình sức khỏe của bạn hiện tại nữa nhé. Xem từ vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày tụi của bốn mạng cho nên với bạn thủy dần không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi xây cất về nhà cửa xây đắp màu mã khai trương xuất hành hay là khai ngoài phong thủy để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình bạn thủy dần nhé vài câu quyết cho bàn tuổi dần trong ngày thứ tư này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tinh thần vui vẻ gia đình có nhiều niềm vui tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong các quyết định về tiền bạc tài sản tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng có dễ dàng tin lời dụ dỗ của người khác tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình hài hòa gia đạo An In từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có được không ít sự trợ lực từ mọi người xung quanh để đạt được mục tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ tuổi mão thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn với những khám phá mới mẻ về một người nào đó mà bạn mới gặp sẽ làm tươi sáng ngày hôm nay của bạn. Và với bà tuổi mão, hãy cởi mở lòng mình hơn và tiếp nhận sự khác biệt đó là cách để cho bạn có thể thấy được cuộc sống này giá trị hơn rất chi là nhiều nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi mão á, bạn trở nên mong manh, yếu đuối và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận của người khác khi trong ngày đang có thương quan gây họa. Thế nhưng nếu như bạn tuổi mão, bạn hiểu rằng đó chỉ là lời góp ý của tính xây dựng của mọi người sẽ giúp cho bạn tốt lên thì sẽ chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, tình hình tài chính của bạn hầu như không có chuyên biến hay là biến động lớn. Mọi nguồn thu với bạn đều đều, không quá vượng mà cũng không đến nội suy. Với bạn có thể kiêm nhiệm công việc khác nếu như bạn sắp xếp được thời gian ổn thỏa để tăng thêm thu nhập cho mình bạn tuổi mão nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở hơn để đoán những điều khác biệt. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chớ có chủ quan lơ là dễ mắc phải những sai sót không đáng có. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình hình tài chính được ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm bền chặt. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, công việc được suôn sẻ, thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ với tuổi thìn thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cái điều này sẽ rất tốt cho việc hợp tác làm ăn có thể sẽ gặp được người cùng chung chí hướng với mình để bàn bạc các kế hoạch lớn hơn nữa trong tương lai hoặc là với bạn tuổi thìn có thời gian bạn nên sắp xếp gặp gỡ bạn bè người thân của mình vào ngày hôm nay cũng rất tốt nhé với bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn cũng đừng quá tự tin với bản thân mình, dẫn đến kiêu căng, ngạo mạn khi trong ngày đang có thiên quan gây hại. Và bạn Thủ thìn gặp khó khăn trong một việc gì đó thì bạn hãy làm như những lời khuyên của những người lớn tuổi, họ có trình độ, có hiểu biết và có thể tư vấn giúp cho bạn những điều khá quan trọng trong ngày hôm nay nữa. Vì vậy, bạn cần phải gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên và học cách lắng nghe bạn tuổi thìn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có mộc thổ sông khác. Điều này cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn có thể trở thành nỗi lo lắng của bạn khi tính hiếu kỳ dẫn dắt tới việc bạn tìm hiểu sâu về cơ thể và sau đó nhận thấy một vài tín hiệu đáng lo ngại. Vì vậy với bạn tuổi thìn, hãy lắng nghe những biểu hiện của cơ thể để biết mình cần phải làm gì nữa bạn tuổi thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa suy xét mọi việc trước khi hành động thành công mới có thể tìm đến Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm không được như ý mâu thuẫn liên tiếp xảy ra tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tiền bạc rủng rỉnh không lo túng thiếu tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cơ hội phát triển bản thân đang đến rất gần tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 83, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ cảm thấy không an tâm cho lắm với những gì mà mình đang tiến hành, cho nên bạn cần phải kiểm tra lại cho cẩn thận nhé. Có những người dù được bạn tin tưởng nhưng họ lại không thực sự nên dựa vào lúc này vì họ đang có động cơ muốn làm hại bạn nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tị, về tình hình tài chính của bạn cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc mà toàn thấy là cạnh chi tiêu nhiều. Tâm lý bất ổn dễ khiến cho bạn hướng tới những trò đổ điên, tay trắng lúc nào không hay. Làm gì cũng nên tính toán cho kỹ càng, lấy tích lũy làm trọng tiêu xài hoang phí thì tiền núi kiếm được cũng hết mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn lúc này đang rất tốt, có nhiều tín hiệu đáng mừng cho những ai đang chữa bệnh. Nhiều người tìm được cảm hứng trong việc tập luyện và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bản thân mình nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong từng hành động đừng có để cho xảy ra sai lầm đặc biệt là đối với vấn đề tiền bạc từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ xả giao trở nên căng thẳng hơn từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nhanh chóng tìm ra phương án hóa giải những mâu thuẫn giữa đôi bên từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nếu muốn thành công, hãy luôn giữ sự khiêm tốn bên mình. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ mới giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện như mong muốn. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có được đào hoa vượng sắc. Đối với những bạn mới yêu đó, đang được đắm chìm trong chuyện tình yêu mới chớm nợ của mình. Còn đối với nhiều cặp đôi cũng có được những kế hoạch vô cùng là lý tưởng để cho cả hai cùng có những chuyến du lịch thú vị trong năm này nữa nhé. Về phương diện tài chính của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, bạn đang có được chính tài trợ giúp, giúp cho túi tiền của bạn thêm phần được cải thiện rõ rệt, tài lộc khá sáng, cái việc kinh doanh buôn bán cố lãi thu được không ít lợi nhuận về cho mình. Dù ban đầu có áp lực nhất định nhưng càng về cuối thì tài vận càng khởi sắc hơn với bạn. Với bạn tuổi Ngọ có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, tốt hơn nhiều so với thời gian trước đây nữa rồi về câu quyết cho bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiền bạc đầy tay vận may tìm đến tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy hãy bỏ ngay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mối quan hệ tình cảm được khang khít như ý muốn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt mình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc duy trì được thối quyên ngủ sớm ăn uống đầy đủ và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 16 số 80 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu vàng của nhân phụ trợ tuổi thân tuổi xỉu với tuổi mùi thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ dẫn đường chỉ lối giúp cho bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn trong ngày hôm nay. Không chỉ thế, với bạn tuổi mùi còn có được nhiều thời gian, nhiều năng lượng để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho những người xung quanh mình khi cần thiết nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những căng thẳng giữa các cặp đôi khi hai người không có được tiếng nói chung trong việc giải quyết một vấn đề phát sinh ngày hôm nay. Và thay vì sự tranh cãi, bạn hãy im lặng để lắng nghe hết ý kiến của đối phương và từ góc nhìn của người ấy để cảm nhận vấn đề xem sao bạn tuổi mùi nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 30 tháng riêng năm nhâm dần, ngày này là ngày vãng vong, có hung thần thất sát cho nên với bà tuổi mùi đang chịu tác động của hung tinh chiếu mệnh. Xuất hành đi xa không được thuận lợi, dễ gặp họa huyết quang, đi đường nên cẩn trọng không nên tới những nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với phái nữ. Nếu như đang làm trong các ngành nghề nguy hiểm, nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ, tránh họa bất ngờ có thể xảy ra. nhẹ thì chảy sớt về chân tay, nặng có thể bỏ mạng nữa đó bạn tuổi mùi nhá. vài câu quýt cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tiền bạc không còn là nỗi lo. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, suy nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa sự nỗ lực và cố gắng bền bị cho tới cùng chính là chìa khóa giúp cho bạn có được sự thành công từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ lứa đôi vì tranh cãi triển minh chiến tranh lạnh với nhau từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên xuất hành đi xa cẩn thận khi thực hiện những công việc nguy hiểm hay là tham gia về giao thông bạn tuổi mùi nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 21, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi thân, thứ tư, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, rất dễ có sự mâu thuẫn, căng thẳng có thể nảy sinh trong gia đình hoặc là trong một mối quan hệ giữa bạn với một người nào đó. Và trong mọi tình huống, với bạn tuổi thân, hãy cố gắng khéo léo và học cách bộ qua bởi vì không phải lúc nào làm căng thẳng vấn đề lên cũng mang lại hiệu quả đâu đó nhé ngày này với bạn tuổi thân là một ngày tương đối bận rộn khá nhiều việc hoạt động và bạn tuổi thân với sự hỗ trợ của thiên ấn chiếu mệnh cho nên bạn vẫn có thể nhận được kết quả xứng đáng bản thân bạn thậm chí không có phút nghỉ ngơi nhưng chắc chắn đây sẽ là một ngày hiệu quả với rất nhiều thành tích đem lại cho bạn có được sự hài lòng nữa Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có ngũ hành, xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, sức khỏe của bạn không được tốt. Như thời gian vừa qua, bạn đang quá chủ quan, bạn mệnh cần phải nhận diện và bỏ ngay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe của mình càng sớm càng tốt bạn tuổi thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, thời tiết thay đổi là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của bạn có phần giảm sút. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đừng có dễ dàng tin lời của kẻ xấu. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, kẻ tiểu nhân luôn rình rập chờ cơ hội để hãm hại bạn. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có được sự ghi nhận của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, các chuyện tình cảm tiến triển theo chiều hướng tốt hơn trước khá nhiều. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cái điều này mang đến động lực cũng như là thách thức cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay nhé. Và tin vui dành cho bạn là chỉ cần bạn nỗ lực một chút là bạn có thể sẽ giải quyết được ổn thỏa mọi công việc của mình mà thôi. Vậy thì bạn đừng có căng thẳng thái quá, hãy tin vào khả năng của chính bản thân mình bạn tuổi dậu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc Điều này khiến cho bạn mệnh cảm nhận rõ ràng mình đã hết hy vọng trong một mối quan hệ tình cảm nào đó. Chuyện tình cảm đi vào chỗ bế tắc, bạn cần phải bình tĩnh và cho bản thân mình thời gian để cân bằng trở lại, không nên vội vàng quyết định điều gì cả nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 30 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày vãng vong, theo quan niệm của người xưa, ngày này không nên làm những công việc như thế là cưới xin, ký kết hợp đồng hay là khai trương, động thổ, xuất hành, khai ngoài phong thủy. Tuyệt đối cần tránh trong ngày hôm nay để tránh những điều xui rủi xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy tin tưởng vào khả năng của mình, bạn sẽ vượt qua được những khó khăn khi gặp phải trong công việc. Từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân. Từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đối mặt với những hung hiểm trong vận tình của mình cần phải cẩn trọng. Từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cách chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu, không nên vội vàng. Từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong ngày vãng vong này nhé và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 17 số 92 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Ngọ Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất á cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tuất công việc làm gì cũng thuận lợi bạn nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp tên giao phó đồng thời bạn cũng là người khiêm tốn chịu khó tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nữa nhé và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tốt, á, tài vận khá sáng, nguồn thu nhập tăng lên từ nhiều phía, cả chính tài, lận thứ tài đều tăng. Nếu như bạn đang làm ở các ngành nghề tay trái, bạn sẽ nhận được không ít nguồn thu nhập. Các thần chiếu mệnh, hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tín có được vận may về tiền bạc rất lớn, bản mệnh còn có được cơ hội trúng thưởng, trúng số, tài lộc đến một cách bất ngờ nữa nhé. Tuy nhiên á, trong ngày này với bạn tuổi Tốt, lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn lại khá ngọt ngạt. Bạn và nửa kia dễ xảy ra cãi quả, mâu thuẫn với nhau và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa có thể dung hòa được ở hai bên. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nội niềm trong cuộc sống chứ đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình bạn tuổi tốt nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa, công việc được thuận lợi, bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đừng quên luôn duy trì những khoảng khách dự phòng rủi ro, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh hỏa, tiền bạc đủ đầy, không lo túng thiếu, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, hãy học cách tích lũy và đầu tư với số tiền mình có trong tay, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm không được như ý muốn về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thơ tí, tuổi thân. Từ với tuổi hợi thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp chia chở, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi biết kiểm soát về cảm xúc của mình tốt hơn, tránh gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên với bạn tuổi hợi Cuối ngày, bạn lại có cảm giác khá căng thẳng, rất cần có thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi tĩnh lặng nhá. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn phải đối mặt với không ít vấn đề mà bạn phải đau đầu. Khi trong những vấn đề dài hạn á có vẻ như là lạc quan, nhưng với các vấn đề ngắn hạn trước mắt lại mang lại cho bạn không ít nỗi lo và cần phải suy tính nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy có ai đó đang chỉ cho bạn cách để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Xem ra việc này khá khả thi và bạn có thể sớm áp dụng. Bạn đừng có ngần ngại thử thách bản thân mình một chút. Bạn là người rất dễ được lãnh đạo tin tưởng và dễ dàng thăng tiến trong tương lai nữa đó nhá Về câu quyết cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa, tâm trạng chán nản, buồn phiền, anh hưởng không nhụa tới công việc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tinh thần bất ổn, khó chia sẻ cùng ai. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, công việc đi vào quỹ đạo, từng bước tiến tới thành công. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, vị thế của bản thân được khẳng định. Bạn khó giấu được niềm vui từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên chú ý tới các vị trí thai thần trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.